Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. iPhone 15 Plus đáng mua nhất trong 15 series năm nay là quan điểm của rất nhiều người trong giới công nghệ. Vậy thì đây sẽ là những lý do nên mua iPhone 15 Plus. Nếu các bạn đang quan tâm tới iPhone 15 Plus thì có thể tìm hiểu tại 24 giờ Store thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Cam kết giá rẻ nhất thị trường, thuốc cuộc đổi mới giảm trực tiếp thêm đến 2 triệu đồng. Đặc biệt mừng đại lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3, 24 giờ Store tung ưu đãi kép giảm đến 61% toàn bộ sản phẩm, còn tặng thêm voucher 100k áp dụng giảm trên giá đã giảm. Lý do đầu tiên là vì thiết kế tinh tế và tiềm cận với những dòng cao cấp. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì có thể mọi người sẽ nói iPhone 15 chả khác gì iPhone 14 cả. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào chi tiết thì các bạn sẽ thấy cạnh viền đã được làm hơi bo cong nhẹ để vẫn giữ được sự gọn gàng hiện đại của thiết kế phẳng, mà còn giúp cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái và dễ chịu hơn trước rất là nhiều. Mặt lưng thì cũng đã được làm nhám như những dòng Pro và Pro Max, mang lại sự cao cấp khi dùng trần cũng bám tay hơn và còn hạn chế được việc để lại mồ hôi, dấu vân tay trong quá trình sử dụng. Thêm một nâng cấp cực kỳ đáng giá nữa đó chính là cổng Type-C. Tuy nhiên 15 Plus thì vẫn là USB 2.0 thôi, nên là tốc độ cũng không khác mấy so với iPhone 14 Plus. Nhưng mà cổng Type-C này vẫn mang lại được nhiều tiện lợi như là đồng bộ được với cổng sạc của iPad, MacBook v.v. Và tất nhiên thì lúc nào mình cũng khuyên các bạn là nên dùng ốp để tránh trường hợp va đập mạnh làm cấn móp cái viền nhôm này. Màn hình tuy thay đổi không nhiều nhưng mà Dynamic Island cũng có thể là một lý do để các bạn lựa chọn iPhone 15 Plus. Vì đây là đặc trưng của những chiếc điện thoại cao cấp mà năm ngoái chỉ có trên iPhone 14 Pro và Pro Max. Nó mang lại một độ nhận diện cao, chỉ cần nhìn vào là biết ngay các bạn đang dùng iPhone xịn. Hơn nữa, Dynamic Island còn có rất nhiều tính năng chuyển động hay ho và hữu ích. Kích thước màn hình là 6.7 inch, tấm nền Super Retina XDR OLED, độ phân giải Full HD Plus, độ sáng tối đa là 2000 nits. Về cơ bản thì màn hình con này không khác gì iPhone 15 Pro Max cả từ thiết kế cho tới hiển thị đều rất tốt, rất sướng, là đỉnh của chóp trong thế giới iPhone bây giờ. Chỉ có một điểm đáng tiếc là iPhone 15 Plus vẫn chỉ có tần số quét là 60Hz. Camera của iPhone 15 Plus năm nay cũng đã được nâng cấp rất nhiều. Vẫn là cụm camera chéo với một camera chính và một ống kính góc siêu rộng, nhưng mà cam chính đã được nâng cấp cảm biến lên tới 48 megapixel. Hơn nữa khẩu độ cũng nâng lên là f/1.6, còn lớn hơn cả iPhone 14 Pro Max. Rồi có luôn cả chống rung được tích hợp sẵn bên trong cảm biến. Như mọi người thấy thì trong môi trường đủ sáng, khả năng xử lý HDR cũng như cân bằng trắng đều rất tốt. Dù chụp ngoài nắng nhưng ảnh vẫn không bị cháy, khi zoom lên thì vẫn giữ được độ chi tiết rất là cao. Hay khả năng xử lý màu da cũng rất tốt, không bị nhợt nhạt, nhìn rất hài hòa. Xóa phông cũng sạch sẽ, dù là những chi tiết khó xóa như phần tóc cũng được làm gọn gàng. Một điểm nữa trên iPhone 15 Plus là khi các bạn chụp ảnh có chủ thể thì AI sẽ tự động nhận diện được và cho các bạn thêm một lựa chọn là có chỉnh bức ảnh đó thành xóa phông hoặc là tắt xóa phông đi hay không. Nó sẽ tiện hơn nhiều việc mọi người phải chỉnh chế độ chân dung ngay từ đầu như là trên những thế hệ cũ. iPhone 15 Plus năm nay tuy không được trang bị con chip mới nhưng mà mình thấy như vậy là rất hợp lý. Bởi vì A16 Bionic vẫn còn quá mạnh và mình thấy mỗi năm những dòng máy thường đều không thể nào bung được hết hiệu năng của con chip mới. Thế nên việc không nâng cấp chip sẽ giúp Apple có thể dồn tiền qua cải tiến những thứ khác như mọi người thấy nãy giờ, như là thiết kế, là màn hình, là camera và còn cả pin nữa. A16 Bionic tại thời điểm này thì mình có thể tự tin nói với các bạn rằng nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu mà mọi người cần. Từ sử dụng cơ bản, mượt mà và cực kỳ ổn định cho tới ít nhất là phải 3 năm nữa. Còn những tác vụ nặng hơn như chơi game thì mình chưa thấy tựa game nào làm khó được iPhone 15 Plus cả. Dù cho có là Genshin thì mọi người vẫn có thể chơi được ở mức setting cao, khả năng tản nhiệt cũng đã được cải thiện nên là chơi mình thấy không còn quá nóng. Nếu muốn chơi lâu hơn, ngon hơn nữa thì mọi người chỉ cần gắn một con quạt tản nhiệt vào là thoải mái luôn. Pin cũng là một trong những lý do mà nhiều người thích iPhone 15 Plus với dung lượng lên tới là 4383 mAh, và đây là con iPhone có pin trâu nhất bây giờ. Tóm gọn lại, những lý do mà các bạn nên mua iPhone 15 Plus là giá cả hợp lý, thiết kế cao cấp, màn hình mới, camera xịn sò, hiệu năng vẫn còn quá mạnh, pin cực kỳ trâu. Và 24 giờ Store thì đang có trả góp 40, tiết kiệm được tối đa chi phí ban đầu. Rồi, các bạn nghĩ sao về iPhone 15 Plus? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.